Này là gốc sứ thường rồi ghép nhánh vô hả? Thường ghép vô chỗ này nè đó. Ủa ghép mấy đốt này hả? Đó là 2 3 4 5 6 7, 7 mặt ghép đó. 7 mặt ghép là sứ mà cũng ghép nữa mới biết nha. Đó là chơi gà không? Chơi gà không, không biết chơi sứ hả? Này ghép nó dễ sống không? Dễ. Ủa sứ à, ghép sao ta? Cắt cắt ngang qua rồi gắt riêng khúc lại thì nè, chồng lên rồi ghép ngồi. Ghép ngồi á. Đây cây sứ ghép nè anh lại. Sứ ghép. Nè ghép mấy chỗ mắt nè anh lại. Chị không lên nhà mình gấp trăm chậu rồi đúng thấy à. Ghép không hả? Không á. Ủa ghép là có phải quấn giống như ghép mai không? Khác, ghép kiểu khác. Mới biết luôn ta. Ghép kiểu nó cắt ngang nè, nó cắt ngang vậy nè, nè cắt ngang cái nó cắt cái bao ghép nó để lên cái nó ngồi lấy mũ đè xuống ràng lại. Nửa tháng sau vậy tụi. Còn không là thằng Liêm nó ghép nửa tháng sau thú quắc ráo luôn. Liêm mình trọng quyền nè. Lạc chi xứ nè. Nửa tháng sau giỏi là thú quắc ráo. Mua gì chơi nè. Anh chơi sứ đừng dẹp má gà lên trên. Má gà nó đầu tư sứ mới công tưới quá. Sứ có tưới lắm. Bỏ luôn. Có mai vàng tưới nhiều. Mai vàng cái tốt cực tưới. Ủa nguyên bụi này mà vậy hữu trí ghép đâu cả đống nhánh luôn hả ta? Nhánh nào lên cũng ghép hả? Nhánh nào lên cũng ghép hả? Ghép một lượt nó cũng sống luôn hả ta? Không hết luôn, bãi bò dính bãi bò đó. Chất lượng quá ha. Sứ này là của vườn của Trí Kiển chuẩn bị đi giao cho khách nè các bạn. Cây sứ này là em giao giá nhiêu em Trí? 120. Ủa ghép công phu gì mà giao có 120 ngàn hả? Ủa rẻ dữ không? Còn cây sứ nãy mà không tới 150 vậy. Đây kia là sứ tháp già, tháp băng, cũng mới. Còn bữa hổm em chụp cây sứ mà bông đặt gật luôn là loại sứ này hay loại sứ khác? Sứ khác. Còn là đó là sứ sứ nguyên thủy. Sứ đỏ nguyên thủy. Này là bông sứ bông sữa luôn ha.